Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 11 năm 2023, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá lựa chọn các sản phẩm quà tặng tiêu biểu đặc trưng của thành phố Châu Đốc để làm quà tặng trong các hoạt động du lịch và ngoại giao. Chủ trì cuộc họp ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Thành phố Châu Đốc đã và đang khai thác phát huy giá trị các sản phẩm lưu niệm và tặng du lịch hiện có theo các nhóm sản phẩm, nhóm sản phẩm lọc bà quà tặng hội nghị sản phẩm tư liệu để quảng bá giới thiệu hình ảnh tiêu biểu của quê hương con người thành phố châu đốc thân thiện nghĩa tình và mến khách thành phố châu đốc cần phát triển thêm các sản phẩm lưu niệm quà tặng du khách nhóm sản phẩm lọc bà nhóm sản phẩm biểu trưng du lịch nhóm quà tặng du lịch nhóm sản phẩm tư liệu với các sản phẩm như tranh đèn tranh nghệ thuật quạt giấy cầm tay, logo cổng chào khu du lịch quốc gia núi Sam, sản phẩm ô cớp, khô cá tra phòng, mắm các loại hay tập sách châu đốc di tích, danh thắng và đặc sản. Tại cuộc họp, các cơ quan đơn vị đã trao đổi góp ý đề xuất thiết kế, lựa chọn các mẫu sản phẩm, quà tặng tiêu biểu đặc trưng của thành phố Châu Đốc. Các sản phẩm quà tặng lưu niệm do chính địa phương làm ra, sản phẩm có ý nghĩa, thể hiện đặc trưng bản sắc văn hóa thành phố Châu Đốc, những sản phẩm độc đáo thân thiện với môi trường, phù hợp làm quà tặng cho các đối tượng khác nhau thông qua đó nhằm tìm kiếm giới thiệu những sản phẩm lưu niệm quà tặng du lịch hiện có và các sản phẩm mới đặc sắc hấp dẫn thể hiện được nét đặc trưng của thành phố phục vụ các hoạt động giao lưu văn hóa kinh tế đối ngoại du lịch qua đó góp phần khơi dậy niềm tự hào lòng yêu quê hương ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử những giá trị văn hóa đặc sắc trong các tầng lớp nhân dân quảng bá hình ảnh châu đốc giàu tiềm năng về kinh tế du lịch với người dân và du khách